아, 보트인가? Một lửa, nhưng mà giờ lại lắp vào như này lại tắt mất. Hả? Mà thôi, và quay xe luôn cũng được. Hả? Hả? Top 1 1 triệu nha. Nãy hên hên thì chúng mình vào rớt mới ăn được. Lắp từ từ, không muốn lắp sớm mình sợ thắng mất. Ok, này cô choáng. Ông bị đòn luôn. May không gặp. Shop mình toàn tiếng hai vàng mình lắp vào. Khoai chứ. Đừng ra con Bobby với Lily. Ôi trời. Chỉ một vàng. Chưa phải vội vàng làm gì anh em nhé. Thắng này thôi. Thua là thua đẹp. À, cột nữa. Cột nữa. Mới anh em ơi. Nhưng mà giờ lại lắp vào như này lại thắng mất. Mà thôi. Tôi quay xe luôn cũng được. Từ map cấp nhá. Lần sau map đi. Cũng được. Mình nhưng mà mình thấy con xe ăn này quá thua ấy chứ. À gặp nhà này thua được. Nhà này thua được anh em ơi. Đam đâu? Sáu căn trường. Toàn flex. Toàn xe ăn flex. Không có một cái bài gì để không có giáo án quá luôn đi chứ. Đặt một cái này để giao điện cũng được, mình thua nốt một trận đâu cũng được anh em nhé. Thắng lại được, đang thiếu một đồ này. À, chưa kẹp con ba rớt vào. Vừa là đẹp nhá. Vừa là tuần sau mình đánh thắng tại sao. 4k5 đam. Bình trưởng à. Không được. Đam, con sen này để full đam đấy anh em ơi. Không đứng tanh một mình là phải xếp lên làm nhát. Tạm rồi. Tên của con này có cái phần thân.
Nhiều đàn thế. Vào đi. Này thì tôi tắt nè. Ô, có xe đáp này anh không? Xe đáp tam kiên này. Mình thấy nha. Thế thì lại không đánh cái con này nữa. Cũng có Nahi cơ, tuần này có Nahi vào với ẩn chính đúng không? Thêm đam. Ui à. Ui trắng giấy. Này để làm cái giao điện đó. Có ai hi vào nhỉ? Không có ai hi cả. Ôi giời, cột lửa con. Cột lửa mấy ca chưa? Ủa, nhà này sao đánh với ga mà lại level 6 vậy? Top 1 1 triệu nhá. Ok, hiểu thái nhá. Quá luôn đấy. Uầy, nhiều đam đấy. Nhiều đam đấy anh em ơi. Không đùa đâu. Mua thêm bùa nữa. Serat mới được búp anh em nhá. Ngoan. Mua thêm một nữa là được 3%. Ổn 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 ổn. Là chê 200k. Ủa đâu? Đâu? Nói này one top 100k, top 1 200. Đây hả? Không chê nhá, tại chưa đọc thôi. Cái môn là hì với môn là và đốt hạt á. Đi tháo là cho con virus cầm nhỉ. Virus đang cuối hỏa rồi ăn con này. Ui, mua nhà này hả? Lấy cả đồ ánh sáng hôm nay nó lòn lòn không thua mẹ đấy. Đã hơn anh em ơi. Trông có vẻ lực hơn là cái bốn căn trường ấy. Lại ra sao học giả. À 5 5 5. Ôi tên này nhà này một đống cọc. Rai chúng tôi ngập bà ấy này, bảy pháp sư này, một bài kiểm tra này.
Nguyên nhà. Nguyên nhà anh em nhé. Vega 3 nhắm không vào máu thì Vega 2 nhắm vào vào cũng thế nhắm. Nhưng mà tôi lấy được. Tại vì lấy xong nó cũng lên mana trước. Nhưng mà lại lâu tích cái... Lâu tích cái quyền năng. Năm tám mà khó đấy. Bài như này kêu 58 ạ. Kéo con ta đích ra xa này, nó lại không cover được con sen. Nên để như này nữa anh em ơi. Gặp nhà này bao mạnh nhá. Nhà này siêu mạnh luôn đấy. Nhưng mà không ăn thua. Không có một loại đánh nhau nào ok luôn. Ôi. Má chấp loại đánh nhau thua kìa. Tên này không chấp bùa thắng chặt. Thề với anh em luôn. Ê, xem ulti trúng con Varus nhá. Ấy. Kìa khôn thế. Ê. Chưa biết nhá, còn nguyên, còn nguyên. Ê, ấn hỏa. Nhà kia ấy, ấn hỏa rồi. Mình cần cái ấn hỏa anh em ơi. Thôi lấy thêm đam đi. Tạm tác à, ngố nhỉ. Một cái bùa đánh ngập. Ái da. Không có bùa đánh nhau. Ây giời, không đủ tiền mua Diana luôn. Thôi chịu chịu chịu. Chịu chết chịu chết. Nãy hên hên ulti chúng mình và rớt mới ăn được. Ê, giời ơi, top 2 là cũng mạnh rồi anh em nhá. Nhà kia mạnh quá thôi.